Xin chào các thầy cô. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các thầy cô soạn bài giảng e-learning qua phần mềm Storyline. Phần mềm Storyline các thầy cô có thể vào đường link mà hôm trước mình đã đăng để các thầy cô tải về và crack nó ra hoặc là nhờ người khác làm giúp để tải về máy. Các thầy cô nhấp đúp vào cái biểu tượng của phần mềm đó. Nó sẽ ra giao diện như thế này. Các thầy cô vào New Project. Sẽ ra một cái stream mới. Cái stream mới này thì các thầy cô nhấp đúp vào cái khung này thì nó ra một cái slide. Ở trên slide này các thầy cô thao tác như với phần PowerPoint. Các thầy cô muốn chèn chữ thì các thầy cô insert vào, sau đó vẽ một cái text box và các thầy cô gõ chữ vào đây. Thông thường vì cái slide này mình thường để kín cái màn hình cho nên là mình kín cái chiều ngang của cái màn hình nên mình sẽ kéo cái khung gần hết như thế này, cân đối hai bên và các thầy cô sẽ chọn cái biểu tượng là vào chính giữa này. Các thầy cô nên để tất cả các phông chữ của thầy cô trong cái bài giảng bằng định dạng Times New Roman hoặc là Arial thì đến khi các thầy cô chuyển cho người khác nó sẽ không bị lỗi phông. Và thông thường thì mình thường chọn cái cỡ chữ để mà soạn giảng e-learning ấy thì mình không cần to như trên màn hình. Mình thường chọn cái cỡ chữ khoảng 18 20 thôi là đủ. Để đổi màu chữ cho nó thì các thầy cô bôi đen và chọn màu chữ. Còn nếu mà các thầy cô muốn chọn màu nền cho cái khung hình này thì các thầy cô nhấp chuột trái chuột phải vào format shapes và lúc này các thầy cô chọn cái thứ hai để chọn cái màu nền một màu. Còn chọn màu nền pha thì các thầy cô vào cái dòng thứ hai giống như ở trong PowerPoint đấy ạ. Các thao tác giống như trong PowerPoint. Còn bây giờ các thầy cô chèn tranh thì các thầy cô vào insert vào picture và các thầy cô có thể lấy tranh ở trong cái một cái tệp mà các thầy cô đã lưu các cái tranh cần chèn, các âm thanh cần chèn thì các thầy cô đưa vào. Ví dụ như mình đã đưa cái tranh cơ quan bài tiết nước tiểu chẳng hạn, vì mình giảng cái bài này thì mình sẽ chèn nó vào. Sau đó là các thầy cô đưa chuột về góc của bức tranh để co kéo hoặc là duỗi nó ra giống vừa với kích thước mà mình muốn. Đấy. Và các thầy cô giữ kéo nó đi bất kỳ vị trí nào mà các thầy cô muốn đặt. Đấy là cách chèn tranh. Còn cách chèn âm thanh thì các thầy cô cũng thế. Dùng insert vào audio để chèn âm thanh. Các thầy cô chọn một cái âm thanh nào đó ở trên bài mà các thầy cô đã ghi sẵn. Như mình là mình thường ghi sẵn sau đó mình lưu vào một cái tệp sẵn. Ví dụ đây, mình chèn tạm. Đó. Và nếu mà các thầy cô chèn chèn video thì cũng thế, các thầy cô chọn vào cái này, insert này. Các thầy cô chọn video. Và cái phần mềm này nó cũng có cái hay ở chỗ là các thầy cô có thể chèn video, chèn âm thanh, chèn
hình ảnh có thể chèn hai âm thanh vào đây, và tròn chèn nhiều hình ảnh thì cũng giống như cái kia rồi, nhưng mà ở đây nó chèn video thì nó không phủ luôn cả hình ảnh, mà các thầy cô có thể là kéo gọn tất cả để xem lại là các thầy cô đã làm được những gì và đã phù hợp với mình chưa, thì các thầy cô có thể là nhấp chuột sang cái vùng trắng, sau đó các thầy cô vào preview. Nếu các thầy cô nhấn luôn vào đây thì nó sẽ chạy luôn cả cái sim này, nhưng mà các thầy cô cần xem lại cái slide này thôi, thì các thầy cô nhấn vào cái mũi tên trỏ xuống đây này đó, và chọn this slide. Em thân Qua mến, giờ học bài học hôm hôm nay, nay các của chúng con ta cần đến đây nhớ là bài hết học rồi. sau. Các em Cửa hãy quản ghi bài tiết nhớ nước nội dung tiểu, bài học ngày bao hôm gồm nay để hai giữ quả gìn thận, cơ quan và chi hai tiết của ống chúng dẫn nước mình tiểu, và nhớ bóng hướng dẫn đái mọi người xung quanh và ống cùng thực đái. hiện cho tốt nhé. Xin Thận chào có các chức em. năng lọc máu, lấy ra. Các thầy cô thấy là mình vừa mới chèn cả âm thanh, cả video và cả tranh, cho nên là khi mà âm thanh chạy nó có cả hai cái âm như thế. Tí nữa đến buổi sau mình sẽ hướng dẫn các thầy cô chỉnh âm lượng sau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các thầy cô import một cái thêm mới một cái slide nữa. Thêm mới nhá. Các thầy cô chọn chuột phải, đưa cái chuột ra màn hình ra cái góc bên trái này, chọn chuột phải, chọn new slide, chọn basic layout, và các thầy cô chọn một cái khung trắng như này thì mình gõ cái gì vào nó cũng dễ, hoặc là các định dạng như thế này, các thầy cô thích vào cái định dạng thì nào thì vào định dạng đó. Mình thì thường chọn cái khung trắng này để mình làm cái gì theo ý mình cho nó dễ, nắp đúp chuột vào đấy. Và trên cái slide trắng này các thầy cô cũng có thể làm bất kỳ cái gì giống như là cái vừa nãy, chèn ảnh, chèn tranh, chèn âm thanh vào bình thường. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các thầy cô import một cái bài mà mình đã soạn, các thầy cô đã soạn dưới dạng mà PowerPoint để các thầy cô đưa vào đây và chỉnh sửa nó theo cái bài e-learning của mình, mà không cần phải mất thời gian gõ lại tất cả mọi nội dung ở trên cái phần mềm Storyline này nữa. Thì để chèn vào như thế, import vào như thế, các thầy cô làm như sau. Các thầy cô vào vào file, và các thầy cô vào import. Ở import này nó có một số định dạng như thế này. Đây là câu hỏi trắc nghiệm này, rồi phần mềm Storyline khác này, rồi các câu hỏi từ một cái file khác này, các thầy cô đặt sẵn ở cái file khác, các thầy cô chèn vào đây. Nhưng mà đây mình đang giới thiệu các thầy cô cái phần mềm PowerPoint, thì các thầy cô sẽ chèn PowerPoint vào. Đấy. Ví dụ ở đây mình sẽ chèn bài ôn tập cơ quan bài tiết nước tiểu chẳng hạn. Mình đã để sẵn ở đây. Hai người khác đi. À thôi, cơ quan bài tiết nước tiểu cho dễ, bởi vì mình lấy hết hình ảnh trong đấy rồi. Như của mình là 13 cho nên là nó hơi lâu một chút. Đó, bây giờ này đã xong. Giờ mình sẽ hướng dẫn các thầy cô chỉnh sửa giao diện trước khi xuất bản bằng cách là đổi tên các slide. Ví dụ như ở đây thì các cái slide này khi mình muốn chèn âm thanh hay chèn hình ảnh thêm, hoặc chỉnh sửa âm thanh trong các cái slide này ở cái bài tập sau, ở bài học sau mình sẽ hướng dẫn, thì mình sẽ khó tìm bởi vì tất cả các cái tên của nó đều là new title slide như này. Vậy các thầy cô sẽ sửa đổi âm thanh bằng cách là đổi đổi tên bằng cách là các thầy cô nhấp chuột phải vào cái vị trí đó. Ví dụ đây là cái phần chào mừng chẳng hạn, nhấp chuột phải vào rename, các thầy cô gọi lại, đây là tiêu đề. Để lát các thầy cô ghi âm vào đây đấy, các thầy cô chèn phần ghi âm nó sẽ không bị nhầm. Đây là phần mục tiêu chẳng hạn, nhấp chuột phải và rename mục tiêu. Rồi đây là hoạt động 1. Nhấp chuột phải, gõ vào.
Đấy, tương tự như thế các thầy cô làm với tất cả những cái slide khác. Đó, để các thầy cô chỉnh sửa các cái tên của nó. Ví dụ ở đây chẳng hạn thì bài của các thầy cô là cơ quan bài tiết nước tiểu. Nó sẽ hiện lên trên đây. Đó. Thế nếu mà các thầy cô mà muốn nó hiện ở bên trái thì các thầy cô chọn on left, còn nếu mà các thầy cô muốn để nó ở bên phải thì các thầy cô chọn là on right. Muốn nó hiện cái menu này, đây ví dụ để bên phải thì nó sẽ chạy sang bên phải. Nó sẽ chạy. Nếu mà các thầy cô chọn menu này thì nó sẽ hiện các cái menu này cho các thầy cô. Còn không thì nó sẽ không hiện khi mà làm bài bài soạn. Đây là các thầy cô muốn hiện cái volume này lên thì các thầy cô để đấy. Và mình thường để cả xích ba này nữa. Xích ba là nó có một cái ba ở đây này để cho học sinh nó nhấn play rồi nó nhấn dừng ở trên cái giao diện bài giảng của các thầy cô được. Các thầy cô muốn thêm cái hình ảnh của mình chẳng hạn để vào để nó giống như cái bản quyền đấy thì các thầy cô chọn vào logo. Đấy, ở logo này các thầy cô thêm logo ví dụ như là mình để cái hình ảnh của mình chẳng hạn. Hình của mình đi đâu mất tiêu rồi. Vào cái bài của mình. Đấy. Và mình thông thường nhìn cái bên phải mình không thích đâu. Mình thích bên trái. Nên mình thường để bên on left để cho nó sang bên trái để cho để ra. Nhìn nó thuận 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 mắt hơn. Được chưa ạ? Vâng. Xong thì các thầy cô ok vào. Và bây giờ các thầy cô có thể lưu nó lại để lần sau chúng ta làm sau hoặc các thầy cô muốn xem thử. Tất nhiên là khi xem thử này thì chúng ta chưa đồng bộ âm thanh, chưa đồng bộ hiệu ứng cho nên là nó sẽ không được có âm thanh và hiệu ứng như mong muốn. Ngoài ra nữa là hiệu ứng ở trong PowerPoint ấy, nó rất có rất nhiều nhưng hiệu ứng ở đây thì nó ít thôi. Đây các thầy cô vào đây. Ví dụ ở đây chẳng hạn các thầy cô muốn chọn hiệu ứng, các thầy cô vào animation, vào animation ở đây, fix animation đây để chọn cái cách mà nó xuất hiện hoặc là cả cái khung này chọn cái cách để nó xuất hiện. Đấy thì nó sẽ bay ra bay vào. Nhưng mà nó chỉ có mấy hiệu ứng như này thôi, nó không có nhiều hiệu ứng như trong PowerPoint được. Đây là hiệu ứng di chuyển các chiều. Đấy. Còn các thầy cô không muốn hiệu ứng thì các thầy cô vẫn nặng. Muốn nó chuyển di chuyển theo cái chiều nào thì các thầy cô vào add motion path này. Ví dụ muốn nó di chuyển lên một chút thì các thầy cô vào add motion path và các thầy cô vẽ nó cho cái khung này nó di chuyển lên bao nhiêu. Ví dụ đây chẳng hạn. Các thầy cô muốn cho nó ngắn thôi. Các thầy cô nhấp chuột vào. Để nó hiện lên cái chấm chấm bên này. Sau đó các thầy cô co nó lại. Đấy. Để nó di chuyển theo cái đó. Còn các thầy cô muốn xem thử ấy, thì các thầy cô vào this slide để các thầy cô xem thử. Đấy. Mình vừa làm hiệu ứng cho cái khung màu xanh mà. Cho nên là nó hiện như vậy. Được chưa ạ? Vậy thì đến bây giờ chúng ta đã làm được những cái bước cơ bản của cái việc mà thêm chữ, thêm tranh rồi lại import cái bài PowerPoint vào. Và buổi sau mình sẽ hướng dẫn các thầy cô chèn âm thanh hiệu không phải sẽ hướng dẫn các thầy cô chèn và đồng bộ âm thanh với lại bài giảng.
Đây xong các thầy cô có thể bắt list xong vào chọn cái vị trí mà mình muốn lưu. Mình thường lưu trên màn hình đến khi làm xong hết vào desktop ấy. Đến khi làm xong hết thì mình mới lưu vào cái ổ nào đó. Đấy là publish nó vào. Để thử thôi. Còn sau này khi mà mình chạy rồi mà mình thấy chưa ưng, mình hoàn thiện bài rồi mà publish vào mình vẫn chưa ưng thì mình có thể quay lại mình làm lại. Còn khi mình đã import được bài như thế này rồi, chèn vào như làm xong trên cái cơ bản này rồi thì mình lưu nó lại. Ví dụ đây, mình có hay lưu trên desktop cơ quan bài tiếng nước tiểu chẳng hạn. Đó, các thầy cô thực hành buổi 1 nhé. Đến buổi sau mình sẽ hướng dẫn các thầy cô tiếp.